Hai vận động viên leo núi tự do đã chinh phục thành công vách đá El Capitan đến từ California. Vào cuối ngày buổi chiều hôm qua, thì Kevin Jorgeson và Tommy Caldwell đã trở thành những vận động viên leo núi tự do đầu tiên chinh phục thành công vách đá El Capitan, nơi có chiều cao lên tới 3.000 feet. Những vận động viên leo núi tự do này như Jorgeson và Caldwell chỉ dựa vào sức mạnh thể chất thay vì những dụng cụ hỗ trợ leo núi. Thông thường thì họ chỉ dùng tới dây thừng và một số công cụ khác để di chuyển qua lại và giữ cho cơ thể không bị rơi khỏi vách núi. Cuộc leo núi nói trên đã được Jorgeson và Caldwell bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 và là lần thứ ba mà họ tìm cách chinh phục El Capitan. Trước đó thì hai nhà leo núi này đã từng thất bại khi thực hiện những thử thách vào năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, chuyến leo núi kéo dài 2 tuần nói trên đã được Jorgeson và Caldwell thực hiện với không ít phải sự cố xảy ra. Hồi tuần trước thì Jorgeson đã buộc phải nghỉ ngơi vài ngày để chữa lành vết thương vì bị vách đá cứa đứt da tay.